Hiện tại thì Yến đang có mặt tại Hoa Su Phi, một trong những địa điểm ngắm mùa vàng đẹp nhất ở Việt Nam mình. Núi mắt thần Mộc Châu, Hải Phòng City, thành phố Hoa Phượng Đỏ, đồi vải ở Lục Ngạn, Bắc Giang, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đấy, bãi biển Mỹ Khê. Đây chính là Hội An. Đi xuống mới đấy. Một mà. Đi đường dưới đây, đi trên dưới đây có đường bên trong mà. Đường nào đi xuống đâu? Em đi chơi, cứ đi theo em đi. Mang số hiệu 2022 đã cập bến. Cảm ơn quý khách vì đã đồng hành. Chúc quý khách thật nhiều sức khỏe, thượng lộ bình an trên hành trình 2023 sắp tới.